Chào các bạn. Đây các bạn. Bạn thấy gì rồi đó? Nhưng mà mới có để nước cốt dừa các bạn. Mới nghĩ nó sẽ ngọt. Tại vì mới nói chung là loại xào đồ rồi đó. Mới đã ăn thử hết rồi. Bây giờ mới thử nước cốt dừa. Bây giờ lại mới để thêm cay nữa. Xong rồi có cái này là con ốc nè. Nghêu nhỏ nhỏ nè. Nước sốt. Bữa nay khác hơn chút xíu các bạn. Tất cả đều giống hết, chỉ khác là ớt xanh. Bữa nay mình sẽ ăn ớt xanh nữa. Có thêm bắp nè. Trời ơi, bắp ngọt quá trời luôn. Nghe tiếng không? Hồn quá trời luôn. Bắp này là mình thích nhất là đi ra ngoài vườn người ta trồng bắp á. Người ta có luộc sẵn ở đó người ta bán, ăn rất là ngọt luôn. Còn mình mua hơn xui các bạn. Mình mua nhiều khi nó ngọt nhiều khi không, còn mình đi ra ngoài đó cái là họ bẻ xong họ làm liền luôn. Giờ trên này cho các bạn thấy nè. Các bạn không thấy con này nè. Đã quá. Mình cắn một cái mà bên trong của nó ngọt ngọt. Nguyên rất thích cái đầu đó. Đây cái miếng thịt đó. Nó có vị ngọt của nước cốt dừa các bạn. Thật á. Cái này nó hơi lâu lắm mà. Ốc này. Có nhiều cái nó rớt ra hết trơn luôn. Mày ăn nhanh 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 á. Bắp mới để nhiều trái các bạn, nên mới không biết nhận cái nào ngọt cái nào không, nhiều khi nó khác nhau. Bắp đỏ quá. Không có miếng thịt luôn. Cái thịt nó rớt hết trơn rồi. Cái này lá gì nè, mới quên rồi. Các bạn coi mới ăn không?
đổ mồ hôi giống gì luôn. Thì hút một cái là đã, trong này nó rất là ngọt của nước cốt dừa các bạn. Các bạn nhìn con bự nữa mà cái thịt chút xíu à. Cái đầu đã đó. Cái đầu nó đã tại nó ngọt ngọt của nước cốt dừa. Nó thấm vô, cái đầu nó nhanh hơn. Cái nước chấm ở đây đó. Có nhiều cái, một cái nó ba bốn cái vậy nè, có cái không có miếng nào luôn. Nó nhìn vậy nó không có thịt đâu, thịt ít lắm. Nó có thịt nhưng mà rất là khó lấy các bạn, tại vì đông đá á, nó dính vô cái miếng đó rồi. Đó, trong này cắn một cái hút một cái là nó ngọt luôn. Quá đã, quá đã. Rất ngọt ngay luôn. Tiếc là mới mua có một dĩa. Cái ngọt kiểu này là thôi rồi.
không thích ấn này, lâu lắm rồi mới không ấn này đúng không? Tất các bạn hỏi quá trời. Mới nói thiệt với các bạn, mới không thích ăn ở ngoài các bạn, thích ăn ở nhà hơn. Trừ khi mà ở nhà mình oopsie không có làm được, hoặc là không có, hoặc là ở ngoài nó làm ngon, mấy món ngon thôi, còn trung bình mới không thích. Khi mới làm biếng mới ăn ở ngoài, biếng nấu đồ ăn rồi dọn dẹp rồi nữa. Mà ăn ở nhà là thoải mái nhất. Muốn ăn sao cũng được các bạn. Nhiều khi ở ngoài á, mình ăn á, thì tất nhiên là mình muốn ăn sao cũng được, đâu ai nói gì mình, đúng không? Nhưng mà có điều mình vô chỗ mà sang trọng, mình cũng phải làm sang trọng xíu, đúng không? Chắc lẽ người ta ngồi ăn từ từ, nói chuyện đàng hoàng nhẹ nhàng, còn mình thì cứ ào ào sao, nó cũng kỳ. Nên thành ra hả, mình ở đâu mình cũng phải tập theo đó các bạn, chứ không phải các bạn thấy Mary ăn kiểu thoải mái gì ở nhà, nhưng mà ở ngoài Mary cũng cũng lịch sự lắm. Oopsie. Với lại có nhiều người á, người không thích cái kiểu người mà giống kiểu nha, ăn này nọ không có nhìn người ta luôn. Mình mở tiệc đi, xong rồi người ta chưa ăn này nọ, tự nhiên nó ăn muốn no rồi, giống kiểu vậy đó. Cái kiểu đó ăn nhìn khó chịu quá trời. Mê thì không, mê thì chừng nào người ta ăn hết rồi mê mới ăn. Các bạn thấy Mary ham ăn vậy, nhưng mà thật sự Mary không có phải là cái người quá ham ăn tới mức đâu. Ở nhà nếu mà ăn chung có người khác đó, thì Mary đợi người ta ăn, kiểu như là người ta ăn trước rồi mình mới ăn, chứ không phải ăn đồ vô đồ đồ thừa của người ta, mà là người ta gấp trước rồi mình mới được gấp, giống kiểu vậy đó. Qua nhà người ta này nè, còn ở nhà thì thoải mái một mình Mary hoặc là ông xã hoặc là con, ăn sao cũng được. Cái càng bự quá trời nè. Đã lắm các bạn. Nó ngọt ngọt, nó cay cay, mới có để thêm sauce cay nữa. Bữa nay đồ ăn ngon hết chê luôn. Khi làm video mình cũng ăn nhanh nhanh xíu các bạn, tại ăn lâu quá, nói chuyện lâu quá, cái video nó quá dài nên mình cũng ăn nhanh nhanh.
cho các bạn coi nó đỡ ngán hơn, đỡ chán hơn. Bắp ngọt thiệt luôn, kiểu nào mới đi chợ mua tiếp vậy. Các bạn dễ lắm, ăn cái này thì dễ lắm, bẻ ngay đít nó xong kéo ra. Bẻ cái đầu vậy. Bẻ ngay đây nè. Kéo ra xong. Có hai cái càng bự quá trời nè. Cái môi không ạ? Mấy con này không còn gì á, nó rớt hết trơn rồi đó. Cái càng nó cũng rớt hết trơn rồi. Cái thịt chút xíu à. Miếng cuối cùng. Rớt cái giò xuống rồi. Bữa nay ăn đỡ dơ chút xíu. Wow, quá đã luôn các bạn. Nó thơm thơm của cái lá này. Cái sauce lá này nó cay cay các bạn, cay cay thơm thơm. Mình để vô nó chung với cái này. Wow. Ôi, cảm ơn các bạn á. Đang mừng quá trời luôn, được 100 subscribe, được các bạn ủng hộ quá trời. Mong các bạn ủng hộ Mary thêm nữa nhé. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp các bạn video tới nhé.